2. Mặc đồng phục, đeo thẻ và mở khẩu trang trước khi ra vào cổng công ty. Bấm thẻ chấm công trước và sau giờ làm việc. Làm việc và nghỉ ngơi đúng giờ quy định. Có mặt tại vị trí làm việc trước 5 phút và phải vệ sinh máy trước khi vận hành. Khi có tín hiệu chuông báo hết giờ, tất cả công nhân mới được phép rời khỏi vị trí làm việc. 3. Nghỉ phép hàng năm.